Theo hãng tin Reuters, Iran đã bổ sung 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt, trong đó có nhiều cựu quan chức cấp cao thời cựu tổng thống Donald Trump như ông Mike Pompeo. Bộ Ngoại giao Iran ngày 16 tháng 7 đã đưa số công dân Mỹ này vào danh sách đen với lý do họ ủng hộ nhóm Mujahideen Iqal có lập trường chống chính phủ Iran và đang hoạt động lưu vong. Ngoài cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và Rudy Giuliani, luật sư riêng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt lệnh trừng phạt quy định cơ quan chính phủ iran có quyền tịch thu tài sản của các cá nhân trong danh sách trong phạm vi lãnh thổ nước này